Hôm nay mình nhổ bông cải trắng và hái một ít đậu que nè người, rồi có gì mình xào ăn người ơi. À, thì mình có trồng được mấy cây bông cải nè người, hình như bông màu trắng nha mọi người ơi, nhưng mà mình thấy nó ngà ngà, nó không trắng mà nó cũng không vàng nữa. Mình nghĩ chắc bông màu trắng á mà nó bị mò đeo quá trời luôn rồi. Bây giờ thôi mình hái luôn đi, mình nhổ luôn mọi người ơi, chứ để hoài nó không có lớn nữa. À, mình trồng được 3 cây nha mọi người. Bây giờ mình sẽ nhổ nó thôi, bữa nay mình nhổ nó đi đặng cho những cây ớt nó phát triển lên nha, chứ để hoài cây ớt rồi này kia nó không có lớn nữa. À, nó cũng dễ nhổ nữa nè, cái rễ nó cũng không có sâu nữa mọi người, mà lá nó quá xá luôn á. Mình sẽ lật cái lá mình bỏ hết đi, mình chỉ lấy cái cùi này về làm rồi. À, giờ mình sẽ đi hái mấy trái đậu que nha. Cái trái đậu que đầu mùa của mình chỉ có lơi rơi vài trái thôi mọi người ơi. Mình hái một lần 5-7 trái gì đó vậy, chứ mình dùng dồn mình xào ăn lần cũng được nữa mọi người. Chứ không có nhiều nữa, chứ mình để giống lên nữa nha. Mình để vài ba trái giống để sang năm mình trồng tiếp mọi người. Mình sẽ lựa cái trái nào to to mà thẳng thẳng á, mình sẽ để giống lại nha. Đó, hái được mấy trái cũng vui lắm luôn mọi người ơi. Chùm này thì mình lựa lựa những trái nào mà nó hái thì mình hái, còn trái nào tốt thì mình sẽ chừa để làm giống nha. Thì mình cũng xào bình thường thôi, mình cho dầu giờ nè, mình cho này tỏi phi á, mình đã phi sẵn rồi đó. Còn thịt á, thì là thịt hun khói nha người, chứ không phải thịt heo ai ba gọi nha, thịt ba gọi mà hun khói sẵn á. Mình cũng để vô mình xào xào luôn mọi người, cái gia vị này nó có gia vị chấm hơi mặn mặn rồi đó. Ở nhà mình có gì mình bỏ đó luôn nha. Hai trái ớt tím mình hái đó mình cũng cho vào mình xào luôn á. Tại mình thấy ít quá, mình không có luộc rau cà củ trước, phải mình luộc trước mình xào cũng ngon mấy người. Thì mình sẽ nêm vô đây một ít dầu hào nữa là xong mấy người. Tại cái thịt hun khói nó cũng mặn mặn vừa rồi, rồi mình cho thêm một ít dầu hào vậy nữa là mình thấy nó vừa ăn rồi đó mọi người ơi. Rau củ chín thì mình sẽ cho thêm một ít cần tàu vô nữa nè mọi người ơi, cần tây đó. Rồi nó thơm quá xá luôn mọi người ơi. Giờ mình sẽ cho ra dĩa rồi chuẩn bị ăn cơm thôi nha. Đó, nhiều đây chứ cũng được bữa ha mọi người. Rau mình hái vô mình xào á nó ngọt lắm luôn mọi người ơi. Mình sẽ cho đây một ít tiêu nữa nha. Đó. Rồi cái dĩa xào thập cẩm của mình đã hoàn thành nè mọi người ơi. Nói chung có gì mình xào nấy, không ra món gì chứ, nhưng mà mình thấy cảm thấy nó ngon thì nó ngon nè mọi người ơi. Nhưng mà mọi người nha, rau của mình nó tuy nó nhỏ nhỏ nó ít nhưng mà nó ngọt lắm luôn người, nó ngọt và nó giòn ngắt ngay luôn á. À, quá xá luôn. Chiều nay ăn một dĩa này là được rồi mọi người, cơm chiều của mình chỉ có bấy nhiêu thôi nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã xem hết video nha.